À. Không ai bảo gà. Đấy, ơi, thằng kia vẫn chưa có người yêu cầm tí tiền để chơi gì? Có vay anh đâu? Ừ. Có vay nghìn nào? Cái ông mẹ có triệu. Tiền là được bao chơi. Đi. Có ai cướp ai quay nghìn nào đâu. Đấy. Hôm nay tôi đánh nhấc người mấy ông luôn. Bốc bìa. Nhấc người luôn. Không nhấc người tôi lên là được. Nếu mà người yêu ông tôi có tiền tôi nhấc người yêu ông luôn. Cho em bóc. Mát tay đấy. Ôi trời ơi. Bỏ rồi. Phải hơn không em? Và thế thôi. 2 triệu con này. Đưa đi. 3, 4, thêm 5 triệu. 5 triệu như này muốn à? Tôi bỏ. Bỏ đâu? Thế là 7 triệu được cân à? 1, 2, 3, 2 chân đẹp ngay. 5, 6, 7 triệu. 7 triệu con. Còn 5 triệu. 3, 4, 5. 5 triệu con à? Là kia rồi á. Bỏ luôn. 4, 5 điểm đánh 2, gì? Có chất chi mà. Đánh em. Đánh đi em. Cút luôn nhá. Cút đi. Phải luôn 5 triệu. Mấy khi có người yêu ngồi bên cạnh gạ này. Đã là dân chơi rồi thì thêm 12 triệu. Thêm 12 triệu. 2 triệu rưỡi luôn, múc luôn đúng không em? 12 triệu 500. Tự gì trả thắng. Đánh all in như này. Bỏ một cháu. 12 triệu rưỡi. Cân nào? Cân nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 triệu 500. Cân biết yếu rồi, 9 triệu. Ôi giời, 9 triệu. Sao kìa? Liêng đây mà chưa đi. Sao đẩy thêm? Sợ người ta to hơn đi. 9 F Pro gặp 6, 7, 8. Đỏ thật. Đỏ thêm thế. Em đến 4 nhà. Cái này 4 nhà thôi, không hết tiền. Hết tiền đúng không? Hết tiền rồi. Nghĩ đi, thế thôi, chia 4 nhà thôi. Anh em tiền thì 4 nhà thôi. Để cho em nói vài câu đã, cổ cho em đỡ thôi. Gỡ thì có tiền, gỡ thì bây giờ gỡ. Có tiền, có tiền để em đi vay đã. Anh em cho. Đi vay đi. Anh đi vay đi, dạy vay đi. Vay tiền thì nếu mà thua thì em để lại anh yêu cho anh. Mày đi. Cái gì? Là như nào? Mày đủ bản lĩnh ý. Nếu thua, người yêu ở lại đây một đêm thì người ta cho vay. Được. Xong ngày mai mới. Em đi, anh cứ yên tâm đi, khổ. Anh thua làm sao? Anh thua thì làm nào? Anh không thua được. Thua thì anh thua thì anh nhìn về cái tiền người ta. Rút em luôn. Cô em là sao phải buồn nhỉ? Sao phải buồn? Thua thì càng tốt. Bây giờ như này này. Cảm giác lạ. Nếu mày thua, để lại người yêu ở đây. Ok. Cầm tiền đến thì mang người yêu về. Ok. Đấy. Anh cứ vứt cho em chăm. Hỏi em không yêu? Đi làm sao? Không sao cả. Không sao. Thế sao anh để em ở đây nhỉ? Thôi đánh 4 nhà đi. Đánh 4 nhà đi. Được khổ, anh em đồng ý với anh đấy. Em phải tự tin. Đồng ý với anh đi. Tự tin tưởng anh đi đúng không? Được, anh cứ vứt cho em đi khổ. Sao em đồng ý? Người em yêu em lắm. Em đồng ý không? Để xem ai. Ôi rồi ok. Đấy. Được. Chơi. Đây. Đây. Chạm đây. Đuổi anh. Không phải đếm. Rồi, okay. Đếm lại đi. Không cắt sâu luôn, mày có người yêu lại không cần cắt sâu. Cắt làm gì, đã cắm cắt người yêu, cắm cái đồ gì đâu. Gà đây, gà đây. Cúp đi. Đây, bỏ đi, đẳng cấp rồi. Có 2 nhà, 3 nhà. Bài đủ đi. Tính mẹ bây giờ tao chỉ mong, con này chỉ mong là bây giờ thằng người yêu nó thua thôi chứ. Ở lại thử gắng rất lạ. Em có mong thế không nhé? Anh đoán xem. Lên bài đi. Em lên đi. Em lên cho con đỏ. Nữa. Trời ơi, ui, cầm rồi. Bài hôm nay bịp 2 triệu đây. Vừa 6, 9, 10, giờ 6, 9, 10. Tài thật. Bỏ đi 3 điểm mình gì. Bình tĩnh đúng không? Từ từ đúng không em? Theo rồi à? Theo thôi. 5 điểm. 7. 7. Cô hết luôn rồi. Bài này 7 số rô. Ôi trời. Sao? Sướng thế. Hơn đúng một phần. 1 triệu là đấy. Hạ 1 triệu. Đây có là 1 triệu em. Tạm thời mày đừng có sờ vào đùi vào đến người yêu mày nữa. Bây giờ tiền bốc cho mày là đang là sờ này nó đỏ đúng không? Bây giờ không phải của mày đâu mà sờ. Không phải của tôi, của ai mà cái như này mới đỏ. Thôi, cười chi gà. Em bốc bài lên. Em cứ lên bài đây, bài đây, bài mình. Ở đây à? Ừ. Lung túng nghe. Đúng không? Để anh đánh nhá. Đánh đi. Đừng có run. Mừng quá, run gì, mày tưởng nó yêu mày thì mẹ đánh nó muốn lại đấy, bỏ rồi. 1 triệu, 2 triệu cân này. 1, 2, 3, 4, 5,
nhấc người lên. Thêm nhiều thế nhỉ? Đồng đôi ông mới đánh được nó thôi. 5 triệu hàng ngày nó 9 điểm bỏ ai? 9 điểm bỏ? Nhiều thế. Cái này quên là đâu? Bỏ là chính xác. 9 điểm bỏ. Chính xác bỏ à? Đi ra tô đi bỏ. Đây 12 nhìn triệu. Nhìn thấy trong bắt con lý à? Chống nghe anh bạn luôn. Ok. Đấy. Cậu ít này thôi. Đấy, chưa đi em. Ok anh. Để phân nữa. Rồi. Cày phát tọa đi. Để lắm. Đấy gì? Hay bỏ. 1, 2, 3. 3 triệu. Cân. Kìa. Từ em để nhà trước đánh đá. Cái mình từ từ em. Cân. Tôi cái không? Ừ. 2, 3, 4. 5, 6, 8 triệu. Mẹ cái cho mình công này. Cái yeah. 3 triệu. 20 chết. Cái 3 triệu. 3 triệu là cái em. Mẹ đi cho đánh sao được quả này. Bài điểm đúng, bỏ chính xác đấy. Đi ăn đi. Ô, con lợn này. Đấy, thấy chưa? Toàn ăn thì em rồi mình làm sao ấy. Ok nha. Xếp tiền vào. Em xếp tiền của anh ấy. Đủ tiền xếp cho anh ấy. Đây, tiền của nhà mình ấy. Tiền của Bình à? Thế là không mất người yêu đâu. Thế phát huy. Ok. Đỏ hết nhỉ. Đó cái gì? Đánh cái vài phát là xong xuôi hết nhưng mà có cái gì đâu. Đủ gà chưa? Đủ gà mới chia nhá. Ông nào chưa vào gà chủ động tự vào gà ấy. Gà đủ rồi đấy. Em lên bài của anh ấy. Vâng. Em mát tay xem tiền trong em. Bài quẩn nếu mà đêm này ông mà được là có con em ngon nhá. Đi luôn. Rồi, ngon đối với tôi thì quan trọng ngon gì. Thế à? Nướng cái gì nữa? 2 triệu. Thế không? Đấy, không đánh là tôi đánh này. 2 triệu cân à? Không đánh thì bỏ mẹ đi. Đi. Thấy chưa? 2 triệu cân này. Đúng rồi, em chỉ cầm em quạt cho anh mát. Mát lắm em. 4, 5. Thêm 6 triệu. Vậy đấy. Tổ đi luôn. 1, 6 triệu là cân à? 8 triệu. 2, 3, 4, 5. Đó, thương vương này nợ. Ván bài này không cân, ván bài nào cân. 8 triệu cân. Để em cân cái thì xem nào. Cân. Tôi 6 triệu cân rồi. Cái ta 6 triệu không? 3, 6 triệu. 4, 5, 6 triệu cân này. Thêm 10 triệu. Nữa đấy. Đó đấy. Thêm nữa. To thế là chạy hết đấy. Thêm nữa thế là nếu mà thua thì em phải ở lại người ta đấy. Bài này thua làm sao được đúng em? Bỏ. Ôi, bài này sao thua được? Trời ơi, bài này sao mà thua? Cám gì thì bỏ lâu. Thêm bao nhiêu là kia thêm bao nhiêu? Thêm 10. Không đánh à? Để đấy, bỏ rồi thôi. 8 điểm bỏ rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu đồng cân đúng không? Ừ. 3, 4, 5, thêm bao nhiêu? Thêm 6 triệu khác. Thêm 6 triệu này. Mấy bài con nước nhưng mà không có tiền đánh này. To này, yếu đuối này. Bao nhiêu cân nhỉ? Hả? Bao nhiêu thì cân? 16 triệu cân. 16 triệu. Không có tiền thì bỏ đi. Đeo ơi, cho vay đâu. 6 triệu là cân. Mượn nghìn nào cả. Trả ơi, nghìn nào à. Không có tiền thì lứt đúng không em? Không đánh đi. Mẹ nó an toàn. Ê thôi. Mấy triệu là cân? 16 triệu. Có tiền đâu mà đánh. 16 triệu á? Có thằng Liên bỏ á? Tiền thì mẹ mượn. Liên bỏ. Liên bỏ cũng nhỉ. Hai nhà đi đẩy như thế. Liên bỏ 9 này đánh chơi. 19 thì mỗi hai nhà thôi. Có 2 nhà thôi. Hai nhà phải cho mạnh nha. Anh đánh đi. 2, 3, 4, 5, sao thì vào 6, thế bài như thế nhỉ? Đưa đi. Vay thì đâu vay mà đánh. 3, 4, 5, cắm xe, cắm cọ mà đánh. 7, 8, 3, 4, 5, 10, không bán bài này vào là thua đấy. 2, 3, 14, 15 triệu. Đấy, thêm ra cho họ chạy. Không chạy. 1 là được tiền. Thua đấy. 1, được con em luôn này. 3, 4, 5, đánh ván này ván quyết định một con vừa được người vừa được tiền thì tội gì? 6, 7, 8, 9, 9 điều này, 11, 12, 13, 14, 15 triệu cân này, đúng không?
hơi đâu mà. Một, đấy thấy chưa? Vào ván này có phải là thêm bao nhiêu? 6 7 mắc cá không? 8 9 10 thêm 10 triệu đấy. Ủa ơi. Thêm 10 triệu yếu đuối thế. Anh thêm 10 triệu bỏ. 3 4 5 7 8 9 10 10 triệu. 3 2 10 5 hay nó đánh để gỡ nợ. Gỡ cái rồi. Hả? 15 16 17 18. Có phải có điểm nó dám đánh thế chứ nhỉ? 20 nhá. Được chưa? Thêm đi. Thêm 20 triệu rồi. 20. Nghe em luôn. Easy. 20 triệu cân. Sao thế em cho mẹ cho luôn xuống đi. Em đến đấy vào đây. 4 5 em đến đấy để bố tiền. 8 tiền của nó để cho nó 11 12 mày chơi mày lấy cả tiền của nó chơi nữa 15 16 17 18 19 căn à 20 1 2 3 có tiền của em mà 4, em cứ lấy đây của anh lấy tiền của anh đi tin anh vừa lấy tiền của em tất 11 ok chưa 12 này 13 chắc chắn tiền của anh 15 16 17 18 19 còn 20 triệu khác. Ủa? Ván này cũng đầu kịch rồi, ít nhất là phải đầu kịch. Đây. Theo đủ. Đây là 17 đúng không em? 17 đấy. 17 này. 1 2 2 chục. Alo. Còn 2. Alo. Hết sạch. Trời ơi, sợ. Ra trong cái này đi. Giá phải không nhá. Bao nhiêu? Thêm 2 triệu rồi. Hết tiền rồi. Hết rồi. Hết tiền à? Còn điện thoại 10 triệu này. Rồi. Rồi gọi điện thoại ra. Và điện thoại này cho đéo lấy. Thôi điện thoại đấy mày lại cắm 10 triệu. Cảnh báo mày 2 triệu cân cho mày lần sau. Ồ, mày chừa này. Ăn làm sao? Anh em làm ba sao? Có ba quy mà. Bỏ tay ra. Ba quy mà. Bỏ mẹ tay ra. Thế để em vơ. Bỏ tay ra. Cái gì đây? Úi trời ơi. Cái gì à? Ơ kìa. Sang đây. Sang. Thôi mình thua mình về xem. Ơi thằng kia. Sao được? Mày về sao được? Vừa mày nói nào 100 triệu mày để lại bao giờ mày cầm về tiền nữa thì cầm yêu của mày nhá. Yêu sang đi. Sang đây em ơi. Sang đi em. Lát nữa anh ra tiền anh đến anh gỡ.